Tại dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến, đã đề xuất quy định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường riêng với xe chở học sinh. Tại dự thảo, Bộ Giao thông Vận tải quy định xe chở học sinh phải được thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và cạnh hai bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe buýt trường học. Quy chuẩn cũng yêu cầu không sử dụng xe buýt hai tầng và xe buýt có khớp nối ở giữa làm xe chở học sinh. Đặc biệt, xe chở học sinh phải có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp hoặc liên lạc trực tiếp đến lái xe hoặc người quản lý học sinh để cảnh báo khi có học sinh bị bỏ quên trên xe, thời gian không quá 15 phút.